chưa? Đứng lại! Tại sao? Tại sao ta không được chạy? Mà nó chạy hả? Này! Công việc nhà không làm, thuốc là cho sức vỡ. Hứa nè, con này nó chết. Nói là sao? Tao đã dặn mày rồi, không nghe lời tao phải không? Cái gì? Mày sợ em? Mày không dám chứ? Tại sao mày dám cãi lời tao hả? Hả? Hả con quỷ? Hôm nay tao đánh cho mày chết. Hôm nay qua chuyện nhà cùng với em là mày. Nói sao? Học hành, học hành. Tối ngày là học hành. Như đây là con với nó mày hả cô? Tao hỏi mày, có sao vừa làm chưa? Làm chưa? Dạ cô. Con nít nó sợ mày, nó sợ mày. Này, cái này chiều nộp cho cô giáo phải không? Má ơi, má ơi, nộp nè, chiều nay nộp, nộp đi. Má ơi, má ơi, vô trong quỳ gối, úp mặt vô vách. Tới khi nào tao cho phép thì mới đứng dậy được chưa? Nhanh lên, nhanh lên chưa? Khóc hả mày? Quan ức gì mà mày khóc? Quan ức? Mày khóc hả mày? Khóc hả? Mày khóc quá hả? Để cho hàng xóm nói tao ngược đãi mày hả? Biến gì chưa? Hư nè, làm biến, ham chơi nè. Quan ức lắm hả? Hả? Mẹ! Mẹ! Lại mày! Nhanh lên! Mẹ! Ủa? Ngọc! Con gái! Chuyện gì đó con? Sao má quýnh chị hai? Tại vì nó hư cho nên má mới phạt nó. Con mày đâu có thùng, mày đâu có nói bậy mày. Tại vì cố tình mày hai em mày thôi, nghe chưa? Mày làm như vậy mà mày cũng làm chị hay sao? Hôm nay tao quánh mày chết. Con mày, mày nè, mày hại con tao nè. Để cho con tao không được như vậy đó hả? Làm chị như vậy đó hả? Mày giết mày chết. Sao? Mày muốn tao tha cho mày hả? Hôm nay tao quánh cho mày chết. Chết mày, tao quánh cho mày, chết mày. Con thấy chưa Ngọc? Con lúc nào cũng coi nó là chị hai. Có bao giờ nó coi con là em chưa? Sáng mắt con ra chưa? Con này, cái gì đó? À, bây giờ thì tao hiểu rồi. Mày muốn dìm con Ngọc xuống để mày nổi lên chứ gì? Có đúng không? Ơi, con không có. Chị hèn, chị hèn. Chị hèn con. Mới mày lớn à? Mà mày đặt già hàm hiểu mày hả mày? Hả mày? Lại đây. Hay quá ha. Hôm nay tao bắt mày chết. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết thằng con gái mẹ mày đi. Nghe chưa? Ơi, con nào? Mày đừng có kêu tao là má. Tao không phải là má của mày. Mày xuống. Khóc cái gì mà khóc? Tía, tía ơi, hôm qua tại con tía, con đã cố ngăn em lại rồi mà. Sao hả mày? Mày biết lỗi của mày chưa? Hả? Không phải lỗi tại con mà ơi. Đâu? Cái đồ da hàm, đồ da hàm. Mày không có lỗi. Không có lỗi hả mày? Không có lỗi. Mày, em trèo cây. Em trèo cây mà không khỏe. Tại mày em mới bị như vậy. Cô bà là cái gì? Con Út nó tự leo cây mà, chứ phải con Duyên bắt nó đâu mà bà đánh nó hoài vậy. Ông còn bênh vực nó nữa hả? Ông bắt đầu cho nó leo lên đầu tôi nữa hay sao? Nó làm chị, làm chị như vậy để làm cái gì? Con Ngọc kêu nó ăn đất, nó ăn hay sao? Hả? Con Ngọc nó còn nhỏ, nó không biết đã đành. Nó làm chị á, thấy em nó trèo leo như vậy á mà còn không biết ngăn cản. Tôi hỏi ông, có phải ông hùa theo để muốn con Ngọc nó chết phước đi cho rồi hay không? Mày định hại con tao hả? Bây giờ ông nói đi, có phải ông hối hận khi sống với tôi hay không? Ông muốn má con tôi đi khuất mắt đúng không? Chỉ có vợ cái con cọp của ông mới là quan trọng. Bây giờ chỉ cần ông nói một tiếng, tôi sẽ dắt con Ngọc đi ra khỏi nhà này. Bà vô lý quá. Mày, thôi đi bà. Tại mày mà dám đi tao như vậy. Chết mẹ mày đi đâu. Mày hả? Kêu cứu hả? Mày ai cứu mày? Lấy mẹ mày xuống đây cứu mày được không? Mày gọi lên. Để tao thử coi, tía mày có cứu mày được không? Hả? Cứu. Trời ơi, sắp tới không? Để con Ngọc nó làm gì thì mày phải đi theo xem hả? Nói mày
giết mày. Không có ba ơi, con có lấy của em, con có lấy tiền mà. Bây giờ á, tao lục soát trên người của mày, lúc đồ đạc của mày chắc chắn á sẽ kiếm ra thôi. Ba ơi, con không có lấy mà. Đâu, giấu ở đâu? Ba ơi, con không có lấy. Buông ra đi, buông ra, buông ra, buông ra, buông ra chưa, buông ra chưa mày? Khóc lắm cái gì? Có hay không á, mày sẽ biết liền hả? Ba ơi, con không có lấy mà ba. Khóc lắm, khóc lắm cái gì? Mày làm như là mày quá khóc lắm vậy, hả? Nhìn chưa? Hồi sáng con từ trong buồng ra trước mương nhà mình chơi, hay là dây chuyền của con rớt xuống đó rồi? Mày quá ha, mày dám lẻo lự nữa hả? Dì Năm nào cho mày? Nếu dì Năm cho mày, sao không đường đường chính chính uống đi? Mày uống như là chó ăn vụn vậy. À, con nói thiệt mà má, nếu mà má không tin á thì má qua má hỏi dì Năm đi, con đâu ăn cắp tiền của má đâu. Cái con này mày quá lắm rồi, mày dám thách thức tao hả? Mày đi ra đây, mày ra đây với tao, đi ra đây. Hôm nay tao phải chửi cho mày một câu, dám mà bắt chuyện với tao hả mày? Mày hả mày ăn cắp tiền già già mồm mày, tao đánh tao chết. Không có lấy đâu, con đừng có bình dựng nó nữa, suốt ngày cứ bình dựng nó. Cái thứ mà qua lại như nó, má mà không chịu nó, lớn lên nó đi lừa khắp thiên hạ. Con ngu quá vậy? Bà Năm chắc chắn á là bà sẽ bao che cho nó rồi. Hôm nay tao phải làm cho ra lẽ. Mày biết lỗi thì nhận tội. Khai ra từ trước giờ mày đã cắp tiền của tao bao nhiêu lần. Tao nể tình á mà nới tay cho. Còn không á, mày trách tao nghe chưa mày? Mới lưỡi gì không biết. Con quỷ đen. Chết mày cắp tiền đó là không hả? Đứng lên đi. Hôm nay tao đuổi mày ra khỏi nhà. Nhà tao không có chứa cái thứ ăn trộm ăn cắp nghe chưa mày? Đi, đi ra khỏi nhà, đi.